Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News, hãy cùng chúng mình cập nhật thông tin một cách nhanh nhất. Quán quân của Quý Ông Đại Chiến, người tình tin đồn của Hoa hậu Hương Giang, mới đây đã có một phát ngôn gây sốc có nội dung miệt thị người giới tính thứ ba. Quán quân của chương trình Quý Ông Đại Chiến Phạm Thế Thịnh được rất nhiều người yêu thích với hàng loạt hành động ngọt ngào, những câu nói lãng mạn dành cho Hoa hậu Hương Giang trong chương trình. Tôi là chàng trai sinh ra ở vùng núi cao Lạng Sơn, nơi đó rất lạnh nên môi tôi thường bị khô. Có quý cô xinh đẹp nào ở đây sẵn lòng làm mềm đôi môi tôi không? Hay như câu nói, đôi khi tình yêu không cần phải là ở cạnh bên, mà là được nhìn người mình yêu hạnh phúc thì đấy mới là tình yêu thật sự. Và sau chương trình này đã có rất nhiều nghi vấn về mối quan hệ tình cảm của Thế Thịnh và Hương Giang. Nhiều khán giả đã rất chờ mong ngày cặp đôi này công khai hẹn hò. Nhưng mới đây, anh chàng này đã gây sốc cho khán giả khi có những chia sẻ mang tính chất miệt thị giới tính thứ ba. Cụ thể, khi bị một vài khán giả chia sẻ bài viết chê bai Thế Thịnh không đủ đẳng cấp để hẹn hò với Hương Giang, anh chàng lập tức đã phản pháo bằng những lời lẽ miệt thị nặng nề. Thậm chí, Thế Thịnh còn văng tục và buông lời nhục mạ giới tính thứ ba. Ngay sau đó đã có rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng để chỉ trích anh chàng. Hóa ra trên chương trình chỉ là giả tạo ghê gớm, lúc xem cứ ngỡ đây là bạn trai nhà người ta, ai ngờ lại là con người như thế này. Miệt thị giới tính thứ ba mà trong chương trình yêu thương Hương Giang như đúng rồi, điêu quá không thể chấp nhận được. Đẹp trai sáu múi mà lại bị mất não thì thật là đáng thương, sao ông này có thể buông ra những lời như thế nhỉ? Trước thiện cảm bao nhiêu thì giờ lại ghét bấy nhiêu. Một số luồng ý kiến khác cho hay, có thể có khả năng rằng Thế Thịnh đã bị hacker tấn công, vì đường đường là một người khá có tiếng tăm và được nhiều người biết đến thì chắc sẽ không thể nào có những phát ngôn thiếu suy nghĩ và thiển cận đến như vậy. Hiện tại thì Thế Thịnh vẫn chưa có bất kỳ thông tin lên tiếng nào, nhưng sau sự việc này anh chàng đã mất đi một lượng fan đáng kể. Chúng mình là S News, các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật thông tin cách nhanh nhất.